Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tinh thần và kết quả thành công thực chất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất sẽ tạo ra khí thế mới, thời cơ mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Đàm phán an ninh Nga-Mỹ không đạt tiến triển, hai bên tiếp tục đặt ra làn danh đỏ. Sau đây là nội dung chi tiết.